Hoa hậu khẩu chiến với Quế Vân, muốn cho Hồ Văn Cường mượn nhà 10 tỷ. Lực lượng y bác sĩ của thành phố Hồ Chí Minh lên đường chi viện cho các tỉnh. Không khí lạnh tăng cường gây mưa diện rộng, nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Danh ca Ngọc Sơn lên tiếng bất ngờ khi bị lôi vào thi phi của Hồ Văn Cường. Việt Nam đề nghị Pfizer hợp tác sản xuất thuốc điều trị COVID-19. Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức 24 giờ. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Hãy cùng đón xem bản tin ngay sau đây. Hoa hậu khẩu chiến với Quế Vân muốn cho Hồ Văn Cường mượn nhà 10 tỷ. Sơ biết hiếm có trường hợp nào như Hoa hậu Phương Lê khi trong một thời gian gần đây cô liên tục trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng bởi scandal của người khác. Bên cạnh những phát ngôn gây tranh cãi, Phương Lê biết đến với danh sưng Hoa hậu ở nhà 200 tỷ với cuộc sống giàu có. Mới nhất, cô tuyên chiến với Quế Vân và hứa sẽ cho Hồ Văn Cường ở trong căn nhà 10 tỷ nếu cậu bé đồng ý. Phương Lê cho biết cô chưa từng trực tiếp tiếp xúc với Cường, nhưng cô đã xem Cường lúc đi hát, đi thi và khóc khi nói về gia đình. Gión nước mắt của cậu bé ốm nhom nhem, đen thui, gương mặt hiền lành đáng thương khiến cho một người mẹ như cô đã lay động. Phương Lê thấy Cường ngoan hiền, nói chuyện dạ thưa nhưng chưa khéo, và lúc nào cũng chỉ sợ nói sai, không vừa lòng người khác. Tuổi mới lớn không tránh khỏi những lúc hơi nghịch ngợm, nhưng như vậy là đã quá ngoan rồi. Hoa hậu Phương Lê chia sẻ, giai đoạn dịch bệnh khó khăn, cô lo lắng cho người lao động thu nhập thấp nên đã tự bỏ tiền túi ra, quyên góp 2 tỷ đồng giúp mọi người, chia làm 3 đợt. Tôi chỉ muốn chia sẻ và tạo thêm phước. Tôi là một người mẹ, có ba con gái, nên tôi muốn dạy con mình biết chia sẻ, biết yêu thương người khó khăn. Tôi hạnh phúc vì được con tôi quyên góp với số tiền để dành. Nhân viên công ty tôi, cũng dành dụng quyên góp tôi thấy vui lắm. Nếu bé Cường cần sự giúp đỡ thì tôi cũng giúp thôi, tôi luôn sẵn lòng. Lực lượng y bác sĩ của thành phố Hồ Chí Minh lên đường chi viện các tỉnh. Sau khi nhận được lời đề nghị hỗ trợ từ các địa phương có dịch như Ninh Thuận, Cà Mau, lực lượng y bác sĩ hai bệnh viện thống nhất và chữa giấy đang lập tức lên đường đi chi viện. 24 giờ sau khi nhận được lời đề nghị hỗ trợ nhân lực, thiết bị vật tư y tế, thuốc thiết yếu để điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch. Từ Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, ngày 16 tháng 10, 9 bác sĩ điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện thống nhất đã lên đường chi viện. Họ mang theo 2 tấn thiết bị gồm 20 máy thở không xâm lấn, 5 máy thở dòng cao, 50 máy tạo oxy cùng nhiều thuốc men và tư y tế. Theo bác sĩ Lê Đình Thanh, giám đốc bệnh viện, đoàn chưa xác định ngày về mà theo diễn biến dịch bệnh thực tế tại Ninh Thuận. Hai nhiệm vụ chính của các bác sĩ là sắp xếp, lắp đặt máy móc, điều trị bệnh nhân nặng, phải thở máy, ECMO, hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, lọc máu liên tục. Đồng thời, giúp cảnh y tế tỉnh Định Thuận gia cố hệ thống phòng chống dịch từ y tế cơ sở phù hợp với điều kiện địa lý, giao thông, khí hậu. Nhiệm vụ của các y bác sĩ bệnh viện trợ giấy trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, tư vấn, thiết kế quy trình phân luồng, khám sàng lọc, tổ chức các lớp tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị và chăm sóc cho F0. Họ đi thực địa tới các bệnh viện huyện, đặc biệt là những huyện có nhiều bệnh nhân COVID-19, để khảo sát, tư vấn về việc phân chia khu vực cách ly điều trị, phân luồng và các vấn đề chuyên môn. Ninh Thuận và Cà Mau là hai địa phương đang có nguy cơ bùng dịch, khi qua nhiều ngày ghi nhận thêm các ca nhiễm mới. Riêng trong ngày 15 tháng 10, Cà Mau đã ghi nhận 168 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trong đợt dịch thứ tư lên gần 1.000 ca, trong đó có 10 ca tử vong. Ninh Thuận hiện có hơn 1.100 F0, trong đó 23 ca đã tử vong. Không khí lạnh tăng cường gây mưa diện rộng, nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Dự báo ngày hôm nay, 17 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 20 độ C, Vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, từ nay đến ngày 18 tháng 10, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện Cồn Cỏ Lý Sơn, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Khu vực Hà Nội không mưa, từ gần sáng ngày mai 18 tháng 10 có lúc có mưa, mưa rào trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh năm nay có khả năng hoạt động sớm từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10, xuống gia tăng tần suất cho các tháng chính đông, rét đậm rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12 cho đến tháng 2 năm 2022. Nhiệt độ trung bình mùa đông năm 2021-2022 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm ngoái. Dự báo, trong tháng 10 và tháng 11 năm 2021, nhiệt độ trung bình tại các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ C. So với trung bình nhiều năm, các khu vực khác cao hơn 0,5 đến 1 độ C. Tháng 12 năm 2021, trên phạm vi toàn quốc, phổ biến ở mức thấp hơn 0,5 đến 1 độ C. Danh ca Ngọc Sơn lên tiếng khi bất ngờ bị lôi vào thị phi của Hồ Văn Cường. Mới đây, cư dân mạng xôn xao với chia sẻ của ca sĩ Long Nhật về cuộc trò chuyện với anh và ca sĩ Ngọc Sơn. Theo đó, ca sĩ Long Nhật livestream cho biết, danh ca Ngọc Sơn đang rất giận và thất vọng vì thái độ của con nuôi Phi Nhung trong vụ ổn đào vừa qua. Trên sóng livestream, ca sĩ Long Nhật chia sẻ như sau. Trong cuộc nói chuyện với anh ba, ca sĩ Ngọc Sơn, anh ba nói anh ba đang rất giận Hồ Văn Cường, em ấy đã phạm một sai lầm, một lỗi rất lớn, đó là chị Hiếu giữa lúc phát ngôn của danh ca Ngọc Sơn qua lời kể của Long Nhật đang được lan truyền khắp các trang mạng xã hội và tạo nên một cuộc tranh cãi dữ dội, chính chủ đã lên tiếng. Theo đó, ca sĩ Ngọc Sơn khẳng định những từ ngữ như giận, ghét, một ai không bao giờ có cửa miệng của Ngọc Sơn. Cả cuộc đời này để đánh báo hiếu, tập thể thao, rèn luyện nhiều ngoại ngữ, những tinh hoa của thế giới, sáng tác và công hiến hết mình. Không có nhiều thời gian và không dám liên quan, dính líu đến chuyện khác. Ngoài ra, Ca sĩ Ngọc Sơn cũng gửi lời tới khán giả của mình rằng hãy bình tĩnh trước những thông tin không đúng, khi nào chính miệng Ngọc Sơn nói ra và tuyên bố thì mới là chính xác. Những điều này đã phần nào khẳng định phát ngôn của ca sĩ Long Nhật trước đó là không đúng sự thật. Ca sĩ Ngọc Sơn lên tiếng khẳng định lại sự việc vì không muốn dính vào những ồn ào trên mạng xã hội và mong khán giả bình tĩnh trước những phát ngôn từ người ngoài. Việt Nam đề nghị Pfizer hợp tác sản xuất thuốc điều trị COVID-19. Ủy ban ASEAN tại Washington DC mới đây đã có buổi làm việc với ông Stephen Clay, giám đốc cấp cao về chính sách thương mại của công ty Pfizer về hợp tác giữa Pfizer với các khu vực Đông Nam Á. Tham dự buổi làm việc có đại sứ và đại diện của tất cả 10 nước ASEAN tại Mỹ. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đã tham dự sự kiện này. Đại sứ Joe Manuel Rumodes của Philippines thay mặt Ủy ban ASEAN tại Washington DC phát biểu khai mạc, đánh giá đây là một cuộc họp quan trọng nhằm giúp ta tìm ra cách hình thức hợp tác thích hợp giữa các nước ASEAN và Pfizer để cùng ứng phó với đại dịch. Ông Stephen Klayi cho biết Pfizer cam kết tạo sự tiếp cận bình đẳng với giá cả hợp lý cho tất cả mọi người. Cho đến ngày 4 tháng 10, Pfizer đã cung cấp 1,7 tỷ liều vaccine cho 140 nước và vùng lãnh thổ, dự kiến sẽ cung cấp 3 tỷ liều vaccine cho các nước trên thế giới trong năm 2021 và 4 tỷ liều vaccine trong năm 2022. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Toàn cầu vào tháng 5 năm 2021, Pfizer đã cam kết cung cấp 2 tỷ liều vaccine cho các nước thu nhập trung bình và thấp trong năm 2021 và 2022, thông qua thỏa thuận trực tiếp với các chính phủ, thỏa thuận với COVAX, cơ chế giúp đảm bảo việc tiếp cận vaccine, hợp đồng cung cấp 1 tỷ liều vaccine với chính phủ Mỹ. Pfizer đã cung cấp vaccine cho các nước ASEAN theo cơ chế trên, và hỗ trợ một số nước ASEAN nâng cao nhận thức về vaccine. Ông ghi nhận các ý kiến đóng góp tích cực của các nước ASEAN, cho biết Pfizer sẽ thực hiện cam kết đã ký, trong đó các cam kết với Việt Nam. Đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá cao sự hỗ trợ của Pfizer đối với Việt Nam, đề nghị Pfizer thực hiện cam kết với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, cung cấp đủ 51 triệu liều vaccine trong năm 2021 và tiếp tục trao đổi với các cơ quan Việt Nam về việc cung cấp vaccine trong năm 2022. Đại sứ Ngọc cũng đề nghị Pfizer hợp tác với Việt Nam trong việc sản xuất thuốc điều trị COVID-19 và thúc đẩy để có vaccine hiệu quả, an toàn cho trẻ em. Đại sứ và đại diện của nhiều nước ASEAN như Philippines, Singapore chia sẻ quan điểm của Việt Nam về việc Pfizer nên xây dựng cơ sở sản xuất tại Đông Nam Á, một khu vực đang phát triển nhanh và năng động, khuyến nghị nên có sự hợp tác giữa ba bên, giữa Pfizer, ASEAN và chính quyền Mỹ trong việc phòng chống đại dịch và đề nghị Pfizer tiếp tục hỗ trợ các nước sống chung với đại dịch và chuẩn bị ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Tạm đình chỉ công tác một chủ tịch phường ở Hạ Long sau cuộc kiểm tra bất ngờ. Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cùng tiểu ban giám sát thực thi công vụ và giám sát phòng chống dịch COVID-19 của thành phố đã bất ngờ đi kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định phòng chống dịch. Trên địa bàn vào tối ngày 16 tháng 10, lực lượng chức năng đã phát hiện nhà hàng Hồng Hạnh 2, phường Hồng Hải chưa thực hiện nghiêm công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các quy định phòng dịch khác, tổ công tác đã yêu cầu Ủy ban nhân dân phường lập biên bản xử lý, đình chỉ hoạt động nhà hàng. Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Hữu Nghĩa, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Hải để khắc phục thiếu sót lơ là cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng theo nguồn trên, đơn vị chức năng xác định giới chức phường thiếu trách nhiệm trong triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh. Từ nhóm xịt sơn và nhà dân, công an triệt phá đường dây bốc bắt họ với số tiền cho vay lên tới 18 tỷ đồng. Quá trình tuần tra mật phục đêm ngày 12 tháng 10, công an quận Hà Đông, Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ nhóm thanh niên đang thực hiện hành vi xịt sơn vào cửa, gây áp lực với mục đích đòi nợ gia đình chị NTN, 35 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội. Nhóm thanh niên này được xác định gồm Nguyễn Trung Sơn, 25 tuổi, chú tại Hoàng Mai, Hà Nội, Văn Tuấn Châu, 22 tuổi, chú tại Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội, Nguyễn Trần Đức Quang, 18 tuổi, chú tại Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội và Nguyễn Phương Trung, 35 tuổi, quê ở Bắc Giang. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đều làm thuê cho Vũ Văn Dũng, 39 tuổi, chú tại Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội và được Dũng chỉ đạo đến nhà chị NTN để đòi nợ. Căn cứ theo tài liệu thu thập được, công an quận Hà Đông đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ Vũ Văn Dũng và khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng và nơi nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen tại phòng 403, chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Qua kiểm tra, thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ cuối năm 2018, Vũ Văn Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bắt họ từ 5 triệu cho đến 50 triệu đồng. Khi cho khách vay, cắt lãi trước, với bát 10 triệu đồng, Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách được nhận 8 triệu đồng, phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng, tương ứng với lãi suất vay là 146% một năm. Căn cứ vào lời khai và sổ ghi chép thu giữ được ban đầu, cơ quan điều tra xác định Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền với số tiền vay khoảng 18 tỷ đồng. Người vay thấp nhất là 5 triệu đồng, người cao nhất là 50 triệu đồng. Hiện tại, cơ quan công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng nêu trên về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự, tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để khai thác một rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 45 nhà dân ở Quảng Ngãi bị tốc mái, sập tường giữa khuya. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10, mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến 45 nhà dân ở hai xã Bình Thạnh và Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi bị tốc mái, sập tường. Ông Huỳnh Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn cho hay, trận lốc xoáy chạy dọc theo sông Trà Bông cuốn gói, tồn trên mái nhà dân bay khắp nơi trong khu dân cư. Trận cuồng phong xảy ra lúc rạng sáng, kèm theo mưa lớn, khiến hàng chục căn nhà tốc mái hỏng nặng. Nhiều người dân đang ngủ, giật mình thức giấc, hoảng sợ bỏ chạy tìm nơi trú ẩn. Rất may, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Vào sáng cùng ngày, huyện Bình Sơn đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bình Thạnh đã giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra. Theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, dạng sáng ngày 17 tháng 10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại huyện đảo Lý Sơn, có gió cấp 6 giật cấp 8. Tại Dung Quất, huyện Bình Sơn, Trà Câu, thị xã Đức Phổ, có gió giật cấp 6. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông và nhiễu động trong đới gió, trên cao nên từ nay đến ngày 18 tháng 10, ở khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào và có nơi có rông. Trong cơn rông đề phòng có gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 3 đến 6 km trong mưa. Gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển từ 2 đến 3 m biển động mạnh. Trong đất liền có nhiều mây, có mưa to đến rất to và có nơi có rông. Trong cơn rông cần đề phòng có gió xét và gió giật mạnh. Israel lại đẩy lùi COVID-19, nhờ vaccine mũi 3, khẩu trang và thẻ xanh. Đi đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng, Israel cũng là quốc gia đã sớm khống chế thành công làn sóng dịch vào đầu năm nay. Tuy nhiên, bất chấp tỷ lệ tiêm chủng cao, nước này vẫn bị làn sóng dịch thứ tư do biến thể Delta tấn công. Lần này, thay vì áp dụng các biện pháp phong tỏa mới, chính phủ đặt cược vào chiến lược tiêm liều tăng cường của vaccine Pfizer-BioNTech cho người từ 12 tuổi trở lên, thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang và xuất trình thẻ xanh tại các không gian kín. Thẻ xanh là bằng chứng đã tiêm chủng, xét nghiệm âm tính, còn mới và được phục hồi sau khi tiêm COVID-19. Kết quả là sau khi đạt đỉnh vào đầu tháng 9, các ca nhiễm virus hàng ngày ở Israel đã giảm hơn 80%, các ca mắc nặng giảm gần một nửa. Thủ tướng Naftali Bennett ngày 12 tháng 10 cũng cho biết, chúng ta đang phá vỡ làn sóng Delta từng ngày từng ngày và khẳng định chính sách của chính phủ là quản lý chặt chẽ, thông minh và linh hoạt, cho phép sống chung với COVID-19. Chiến lược sống chung với COVID-19 của Israel, một chiến lược không phải trả giá bằng an toàn hay gây tranh cãi, đã đảm bảo cho các trường học và nền kinh tế luôn được mở. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật, những tin tức diễn ra trong ngày của tin tức 24 giờ. Mọi ý kiến trái chiều, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để ban biên tập của chúng tôi kịp thời xử lý và phản hồi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.